Ngày 24 tháng 3, Ủy ban dân xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình cho biết, chính quyền địa phương đã phát đi thông báo tìm người thân trong một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường. Cháu bé khoảng 1 tuần tuổi, nặng 3kg được ông Nguyễn Quynh, trú tại xã Võ Ninh, huyện Quảng Ninh phát hiện ở khu vực bên đường trước cổng nhà. Thời điểm phát hiện, cháu bé được mặc áo quần, quấn chăn và đặt trong một chiếc chậu nhựa nhỏ. Ngay khi phát hiện, ông Quynh đã nhanh chóng trình báo với chính quyền địa phương và đưa cháu bé vào nhà chăm sóc. Làng trẻ SOS Đồng Hới sau đó cũng đã kiểm tra sức khỏe và tạm tiếp nhận cháu bé về để chăm sóc. Hiện chính quyền xã Võ Ninh đang phối hợp với lực lượng công an phát thông báo tìm người thân cho bé trai này. Bạn có video hấp dẫn? Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo? Hãy gửi về pho@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và nhuận bút hấp dẫn.